Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hôm nay thì Hoa đi quay ba của Hoa cưa ở xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ở đây là ấp An Lạc. Hoa ra phía trước quay cho quý vị xem cái con đường đi vào nhà ba của Hoa đã làm xong rồi. Cho quý vị nào biết để có dịp để xin mời quý vị đến nhà gia đình ba của Hoa thì gia đình ba của Hoa rất hân hạnh được đón tiếp. Con đường đã làm xong rồi đó quý vị. Cây sao này thì quá trời cao luôn mà gần với cái nhà đó. Nhà phía sau có bà lớn tuổi với bé nữa, cũng sợ nguy hiểm với lại mùa mưa tới nữa nên sợ nhánh nó gãy á quý vị, nên nhờ có Hoa cưa tỉa cành và cắt bớt cái phần ngọn đi. Cây ba của Hoa đó khoảng 26 mét. Ở bên đây thì có cây xoài Đài Loan tí lùng lùng mà trái nhiều ghê luôn. Chào quý bà con mình nhé. Quý bà con mình tại gia đình mình khỏe. Rồi bé sao? Đây cũng có cái hiện tượng thiên nhiên đó. Bên ta lo sợ sẽ gãy đổ. Cắt bớt vừa là một cửa thôi chứ cái này chủ hình như này nghe nói 2 năm nữa là đốt để chủ lấy đẹp nó làm đồng tay các nhà. Dạ. Mấy cái không chưa đốt giờ còn phải mấy bé bé bớt. Rồi đó chờ mình làm thế nào. Cái này khoảng nhiêu hoành ba? Đó là 180 à. 180 hoành. Thường Hoa nói quen miệng cái nói hoành không, không biết chính xác. Rồi xin mời quý vị cùng theo dõi xem ba của Hoa và chú Đường cùng cưa tỉa cành cây sao này như thế nào nha. Chú Đường kéo cái tàu dừa vô cho ba của Hoa cưa luôn. Trời trời trời. Chú Đường nhìn chứ chắc dữ vậy. Kéo tạo đầu nè. Nhìn kéo quá trời đúng. Dướng cái dây cái bộ gà. Kéo luôn. Nhà nó tạo lên đó. Do gần đây có tiếng nhạc nên Hoa xin phép giật cho máy nổ để lắng át tiếng nhạc cũng hơi ồn, mong quý vị thông cảm cho Hoa nha. Kế bên thì có cây mít. Đằng kia thì có cây xoài, xoài đang cho trái rất là nhiều đó quý vị. Chú Đường à, anh để đại nhánh bự bự đi để em cầm trà.
này có cưa tỉa cành rồi nè quý vị, nên nó cũng có nhánh mọc đâm đâm bên hông thân cây nữa chứ không phải là ở phía trên đọt không. Một hai nhánh nhỏ thôi rồi để cho chú chừa làm nhánh trà để cầm, nên cưa nhánh nào xuống là chú Đường cắt luôn. Hôm nay ba có hoa cưa, thường thường leo lên cây là có gió rồi, mà bữa nay không có, nó gió luôn quý vị, đứng gió luôn mà nắng còn rất là gắt luôn. Ba giờ rưỡi gần 4 giờ rồi mà nắng quá trời hồng.
bắt xuống hư cái mít dưới. Đèo nhanh nhỏ xíu. Ở vô cột vô vậy, vô cây gì à? Vô vậy luôn. Vô ai đang nói vậy? Ba con hà xả xuống. Rồi. Cái này ra ngay chỗ cây mít luôn quý vị. Chú Lượng nói em công dây dây lỡ luôn. Sao không đủ dây? Mới chưa được tới trên đòn mà nó hỏng cái đuôi dây nhỏ rồi quý vị. Là ba con hoa chừa lại bởi vì nó gần bằng cái thân bự quá, phải nó bự, phải cái thân bự nó lớn gấp 2 gấp 3 lần đó. Thì mình cưa ngay đó nó không bị nứt, nó không tét ngay đó rồi. Trời ơi, nhanh nhỏ. Chú Đường nói cái sợi dây tới ngay chỗ ba con hoa luôn rồi nè quý vị. Còn chú ơi, như là ba con hoa leo lên để cưa bỏ cái đọt bớt thôi quý vị.
tao cưa cái nhánh phía bên bên nhà người khác trước, sau lưng ba con Hoa nhánh bự đó. Cái nhánh phía dưới đó là ba của Hoa đã chừa lại rồi đó quý vị, chừa làm nhánh thở. Sợi dây bị dướng ngay mắt nói hồi nãy đâu quý vị. Nó bị dướng mắt nói ngay đây luôn rồi nè quý vị. Ba con Hoa nhờ chú Đường cộng thêm con dây nữa cắt luôn nhánh đó, treo luôn hai nhánh rồi ba sợi dây. Và ba của Hoa đã có cột lại rồi nha quý vị, cột cái nhánh đó rồi mới cưa, chứ ngoài dưới ngay cái mắt đó mà không cột lại nó cũng bị cưa, nó cũng bị rớt ra. Trời đen thui luôn, trời chuyển mưa quá trời rồi quý vị. Anh cho đọc cây dừa ơi.
Không, quý vị có nghe là chú Đường hỏi lại Hoa với em của Hoa không? Do là chú Đường đứng núp ở phía dưới không có nghe rõ nên mới hỏi Hoa với em của Hoa coi là ba của Hoa nói gì á. Rồi bởi vậy nhiều khi la lớn quá rồi quý vị nói là Hoa chỉ, nhưng mà không phải nha quý vị. Hoa chỉ nói lại cho chú Đường nghe thôi à. Chừa dây đó đi xuống quá, còn cái khúc kia chắc cơ khúc từ từ bỏ xuống. Dạ chú ơi, cái lóng mà con Hoa cho gớt này đó đó quý vị. Sợi dây đài nó không có trơn nữa, nó tuột xuống không quý vị, với lại máy cưa nó nhẹ nữa.
chừa cái sợi dây đó để quăng qua bên cây xoài kìa, còn vướng hai cái nhánh cây sau ở trên đó, nhánh hai nhánh gì đó, chứ đường leo lên để ba có hoa dịch lên phụ chứ vướng vậy hư cây sầu riêng bên kia kìa, với cây mít nhỏ. Đường đẩy xuống luôn, còn nhánh bự kia thì chắc phải cột lại rồi quý vị. Trời, cái đường mở xuống luôn rồi. Không cọc lại luôn á chứ đường. Đi qua, đi lên bên kia qua gì xuống bên đây. Có cọc chứ. Đi xuống luôn rồi, đẩy xuống luôn rồi. Qua đẩy xuống luôn hả? Ừ, nó nhanh bự đó. Đồng quá đi lấy cái máy vừa đi cho là về chứ mà sao không thì. Đây nói chuyện nghe. Chứ đường cái đồng cái này đẩy xuống đất xuống luôn. Bỏ cọc đi. Ba con hoa sợ đẩy lộn qua hàng rào bên kia nữa. Những dây chịu nó lộn qua tới nè. Chưa chịu chữa rồi chú lại gì. Có cọt cái dây là nó đu lên đây, nó qua đây luôn. Không tự nha, còn chục đó là nó qua đi chơi. Ủa? Qua hàng kia rồi hả? Qua hàng rào hả? Dính hàng rào. Dính hàng rào hả? Không biết rồi, nó dính cái nhánh chót đuôi hả ơi. Đang bị vướng nhánh trên hàng rào chứ đường đang cắt tẻ tẻ này. Mà vướng cũng ít thôi quý vị. Lưới rào bên 40 cũng dễ sửa. Đấm đuối luôn. Đúng thì bế xé luôn không quý vị. Ông ấy mừng quá, cười. Ông ấy thấy ba con cưa cây này sao ông ấy? Ông ấy quá trời mừng. Đây con hoa cho quý vị xem cái cây sao ba của hoa đã cưa tỉa cành rồi. Quý vị thấy phần trên nó đang nghiêng qua bên kia nhiều đúng không? Bởi vậy ba của hoa chừa một phần nhánh nghiêng về bên đây cho nó giữ thăng bằng lại. Ba của hoa và chú đường cũng đã cưa xong rồi. Hoa cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video mới tiếp theo. Hoa xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.